Anh em có nhận ra cây vợt nào đây không? Pro Asia Stock 318, một trong những cây vợt mà khá là nhiều kỷ niệm của các bác sẽ ùa về khi mà nhìn thấy cái tên của cây vợt này. Một trong những cây vợt huyền thoại một thời của nhà Pro Asia, khá là lâu đời rồi, khoảng trên 20 năm rồi. Trên 20 năm cái cây vợt này thì của một bạn khách đến để làm lại cái cán vợt đã bị gãy rồi. Cái dòng vợt này thì dòng vợt rất là nổi tiếng và rất là bền, cộng với là cái chơi rất là dễ chơi và dễ thuần. Đấy, đây là một cái phiên bản thế hệ mới được làm lại của nhà Pro Asia. Bây giờ thì không biết là còn nhiều người chơi cây vợt này hay không. Anh em nào mà bây giờ còn đang chơi cây vợt này thì cùng bình luận đây để giao lưu với mình nhé. Xem là liệu bây giờ còn nhiều người chơi cây vợt này hay không. Nếu như anh em đã cũng đang chơi cây vợt này thì mình nghĩ là anh em cũng khá là nhiều tuổi rồi, chắc phải tầm trên 30 trở ra thì mới thích chơi những cây vợt này. Đấy, hiện tại bây giờ cũng có hãng cũng ra mắt một số cái dòng thế hệ huyền thoại này để bán lại phục vụ cho anh em đấy. Nhưng mà nhìn chung là mình không biết là người chơi bây giờ có quá nhiều hay không. Cũng tương đối là ít gặp bởi vì bây giờ là các hãng vợt nổi tiếng rất là nhiều và ra vợt rất là nhiều, thành ra là nó cũng thuộc về là kiểu hoài niệm rồi. Rất là lâu đời, và nhìn thấy một cây vợt như thế này thì mình lại nhớ đến cây vợt Pro Asia 800 ngày xưa của mình. Một cây vợt cũ, vợt đỏ. Và ở đây trong này như có một cây đấy. Ở đây như cũng có một cây đâu nhỉ anh Dũng nhỉ? Đây đây đây. À, phải không nhỉ? Đúng rồi đúng rồi. Đây là 950 à? Đây nó cũng gần giống với cây này, Swed Pro Asia, Pro Asia Swed Port 950. Nó gần giống với cả cây Pro 800. Cũng là dạng đỏ đỏ như thế này. Thì đây cũng là những cái dòng vợt rất nổi tiếng ngày xưa và được rất là nhiều người ưa chuộng. Ngày xưa được gọi là vợt quốc dân anh em ạ. Thì ngày xưa cái thời đấy là những năm 2024 thì hồi đấy những cây Pro 800 với cả 318, 316 là những cái dòng vợt quốc dân rồi, được rất là đông đảo anh em mọi người sử dụng những cái cây vợt này, cực kỳ là phổ biến luôn. Đấy, hồi đấy thì bà con ở quê mình vẫn chơi là chơi bằng chơi sân ngoài trời thôi, chưa có điều kiện chơi sân thảm như bây giờ đâu anh em ạ. Chơi sân ngoài trời và chơi trên sân gạch thôi, sân gạch mà thậm chí là hồi đấy chơi đến cái viên gạch mà gạch 20 phân ấy, bé tí, nó chỉ to hơn lòng bàn chân một tí mà chơi nó lõm hết cả gạch xuống anh em ạ. Chạy nhiều nó mòn, nó lõm hết cả gạch xuống thành từng hố từng hố từng ô từ viên gạch một, mà hồi đấy mình vẫn chơi trên đất luôn. Đấy, hồi đấy mình vẫn chơi trên đất, hồi đấy mình mới chỉ khoảng lớp 4, lớp 5 thì chiều nó vẫn hay chơi, vẫn hay ra ngoài sân đấy chơi ở bên nhà hàng xóm. Thì hồi đấy cầu thành công rất là rẻ anh em ạ. Hồi đấy cầu thành công nó chỉ có khoảng 90-95 nghìn một ống thôi. Đấy, cứ về bà con chơi là cứ một xét cầu là cứ quả cầu chai bia. Hồi đấy là các bác các cụ chỗ nhà mình là chơi chỉ tầm khoảng ấy thôi, chỉ chơi tầm khoảng một quả một xét thôi, hoặc là chơi hai quả một xét, hoặc là sẽ chơi là một quả cầu chai bia. Thường thường sẽ là cứ thống nhất nhau, cứ mặc định sẽ là quả cầu chai bia hoặc là thua là giả cầu đấy. Thi thoảng lâu lâu sẽ làm một quả là làm bữa thịt chó đấy. Nói chung là rất là vui và cũng rất là lâu rồi mình đã không ở nhà, không được chơi lại cùng với cả các bác các chú ở quê. Không biết là độ này mọi người chơi có khỏe hay không, vì là mình dạo này cũng không ở quê. Nhưng mà phải nói là nhìn thấy những cây vợt này là ký ức lại lùa về rất là nhiều anh em ạ. Ký ức lại ùa về cái dòng vợt huyền thoại một thời nhá anh em nhá. Cây Pro 800, Pro Asia đúng là huyền thoại một thời, vợt quốc dân. Anh em nào cũng đang chơi những cây vợt này thì bình luận ở đây để anh em mình cùng giao lưu với nhau nhá.